Ngày 25 tháng 7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác, gian lận trong bảo hiểm y tế để trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ, gây thiệt hại cho bảo hiểm y tế, vừa xảy ra ở một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Trước đó qua công tác nắm tình hình, công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi móc nối với nhân viên y tế trong các bệnh viện để lập khống các hồ sơ bệnh án điều trị về tai nạn, bỏng và một số bệnh thông thường khác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế. Sau một thời gian tập trung điều tra, cơ quan công an xác định do có kiến thức về các gói bảo hiểm cũng như cách thức làm hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của một số công ty bảo hiểm nhân thọ, đối tượng Lê Thị Hà An, Nguyễn Thị Quỳnh An chú tại thành phố Vinh và Thái Thị Mai, chú tại thị trấn Tân Kỳ, là mẹ của An, từng là nhân viên điều dưỡng tại trung tâm y tế huyện Tân Kỳ, đã móc nối với Nguyễn Quốc Việt là kỹ thuật viên chụp X quang của trung tâm y tế huyện Tân Kỳ, làm giả các hồ sơ bệnh án bị gãy xương cho những người có nhu cầu làm hồ sơ bệnh án để đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ. Với mỗi hồ sơ bệnh án giả, các đối tượng trả cho Việt từ 2,5 đến 5 triệu đồng. Sau khi có được hồ sơ bệnh án giả, các đối tượng chuyển cho những người có nhu cầu làm hồ sơ để thanh toán bảo hiểm với số tiền từ 300 đến 400 triệu đồng trên một bộ hồ sơ bệnh án. Mỗi trường hợp được công ty bảo hiểm chi trả, Lê Thị Hà An hưởng lợi từ 100 đến 200 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Lê Thị Hà An còn móc nối với Trần Đức Lượng, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, là bác sĩ khoa nội tim mạch, bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh, để lập khống hồ sơ bệnh án thanh toán trục lợi tiền bảo hiểm. Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế với tổng số tiền rất lớn khoảng 10 tỷ đồng. Hành vi của các đối tượng đã gây thất thoát ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố Lê Thị Hà An, Nguyễn Thị Quỳnh An, Thái Thị Mai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Quốc Việt về tội giả mạo trong công tác trần đức lượng về tội gian lận bảo hiểm y tế cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan